Hello nha anh em. Chào mừng tất cả cô chú bác anh em ghé thăm kênh và mua hàng ủng hộ Thanh nha. Thanh chúc cô chú bác anh chị em và các bạn nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hôm nay Thanh lên một số đồ nghề Nhật Bản nha anh em cô chú bác. Thì bên mình vẫn là ship code và chuyển khoản. Anh em nào có điều kiện chuyển khoản trước thì mình bao phí ship, còn ship code nhận hàng trả tiền thì anh em cô chú bác trả thêm phí vận chuyển giúp mình ha. Mình sẽ lên mã sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay. Hôm nay mình lên tiếp tục mã C nha anh em cô chú bác. Rồi, mã đầu tiên của ngày hôm nay là mã C196. Mình có cây mỏ lớp. Mỏ lớp này của Hiếp. Size là 3 tấc rưỡi ha. Size 3 tấc rưỡi. Mình cái ngà mở là được 4 phân rưỡi. Cây này cái ngà mở nhỏ nha anh em. Cây của Hiếp này cái gân đó nè. Nó không nhuyễn mà nó cũng không có to, nó chung chung vậy đó. Chỉ có cây hít này nó mới cái gân kiểu này ha. Cái này màu xanh vậy nè. Đó là Heavy Duty ha. 3 tấc. Ngoại hình cũng còn tương đối. Rồi, cây này mã là C196. Bán là 230 ngàn nha anh em cô chú bác. Lên tiếp mã C197. Mình cũng có một cây giống cây đó. Thì ngàn cũng y chang thôi. Cái này nó cũ hơn chút. Nó hơi có dính sơn thôi chứ không có cũ gì chân nè. Nó hơi có dính sơn chứ nó hơi có khờn hơn cây kia một chút thôi nè. Dân nó cũng còn ngon làm. Đó. Rồi, cái này mã là C197. Nó hơi 90 với cây kia. Thì cái này mình bán mềm hơn chút. Cái này mình bán 220 nha anh em. Giống hệt ha. Một size 1. Mã là C197. Mình bán 220. Lên mã C198. Mình có cây mỏ lớp ngang của Super. Size là 28 cm. Ngoại hình cũng tương đối ha, không có cũ lắm đó. Thì thằng bản nó có chốc xi lại gai thôi, nhẹ nhẹ thôi ha. Miệng cũng còn được, nó có hơi ta xài thì nó có hơi hở chút thôi. Bên đây cũng vậy ha. Cái này để mình đo ngàm cho nó. Nhằm cái này mở được là 7 phân rưỡi, hơn 7 phân rưỡi chút. Nhằm miệng nó có chút xi nè. Đó, người ta xài nó có hơi cứng thôi. Rồi, cái này mở là C198. Bán là 230 ngàn nha anh em. Lên tiếp mở C199. Có hai cây mỏ lết này nè, bán hai cây ha, bán cặp. Cái này cây nhỏ 2 tấc, cái này 1 tấc ha, 1 tấc nè. Cổ lót tơ cây này nhỏ xíu vậy nè. Ngà mở được là 1,3 cm, có 1/3 thôi ha, nhỏ xíu. Cổ lót tơ cái ngoại hình cũng không đẹp không xấu, thì nó có mở qua là nó hơi dấu cứng nè ha. Đó, cái này của Lotte, 1 cây. Cái thứ hai cũng có Lotte, cái này size 2 tấc, cái này cũng còn đẹp nha nè. Đó, Lotte luôn ha, cái này còn đẹp. Miệng còn ngon lành luôn. Cái này mình thấy chưa có dấu luôn, chưa có dấu mà sao, tại vì bãi nó có chốc xi thôi chứ nó chốc xi nhẹ nhẹ thôi chứ mình thấy còn ngon. Cái này ngà mở là 2
1,5 cm của Lotter. Nó có khượng cho nên chút mà bãi nó cứng ha. Chứ cây này còn đẹp. Đó. Là mình bán 2 cây. Một cặp của Lotter nè, cây 2 tấc với cây 1 tấc. Ha. Rồi cái này cặp này mình bán là 260. 260 ngàn nha anh em cô chú bác, hai cây này ha. Mã là C200. Mình nhảy số nha anh em. Mình lên tiếp. Mã C199. Là cây mỏ lết của Lotter. Cái này nó có cái vỏ như vậy nè. Cái vỏ nhựa ha. Cái nhựa thì nó dính như dính keo dính gì anh em. Chứ nó không có ấy, mình vệ sinh mà nó cũng không có nặng quá, nó không ra. Nhà mở là 3 phân. Hiện cũng còn tương đối. Bên đây thì nó có chốc si ha. 2,5 tấc nè. Vỏ nó không có bể. Nhưng mà nó đen đen á, mình chà dầu mà nó cũng không ra nữa. Cái này mà thấy vậy chứ cái độ ghê ít lắm nha anh em nè. Nó vô ra mình thấy nó mượt, nó có chốc si nhẹ ha. Cái này thấy vậy chứ cầm xài gia đình là ngon. Cái này mình bán 190 ngàn nha anh em. Mã là C199 ha. Cái mô lết có cái vỏ của Lotter nè. Nó có hơi chốc si nhẹ thôi. Xe 2,5 tấc. Mình bán 190. Mình lên tiếp mã C201. Mình có cây. Cái này giống như là mỏ lết. Nè, cái này nó thao tác nhanh được ha. Đó. Cái này nhà mở là từ 16 đến 68mm. Rồi nó để nè ha. Chắc có để đó, mình đo lại thử coi. Nè ha, 70 á. Cái này nó cũ, người ta có xài nó khờn anh em. Nè, cái này mình đẩy lên đây thôi. Nè, nó vô cái cọc lại dính lại ha. Ta xài nó có khờn. Nè, nó có mẻ nè, kệ nó đi. Mình thấy nó cũng còn xài được, mình mua thôi. Cái này của MCC, này được cái ngạm mở lớn. Cái này nó có được thao tác nhanh cho anh em nè. Gịch xuống nè. Đó. Đẩy qua. Dạng bình thường. Cái này nó cũng, cái này mình làm cũng nhiều khi cũng tiện ha. Này mở mấy cái ống nhựa đồ chơi. Nó ngắn vậy nè. Chiều dài là 20 ha. Đó, nó cũ hay nè. Ta xài nhiều quá, ta xài bạo lực quá nó nhiều khi nó mòn. Ở cái này mã là C201. Bán là 200, 200 nha anh em cô chú bác. Mình lên tiếp mã C202. Mình có một cây kìm cắt ống nước. Chiều dài mình đo là 23. Cái này mình mở ở đây ha. Nó mới bung cái lưỡi ra. Mình nên quay chiếc cái lưỡi cho anh em coi. Cái này lưỡi còn, mình thấy cũng còn tương đối ha. Đó. Lưỡi còn tương đối ha. Để mình kiếm cái ống mình cắt thử. Cái ống này ống 27 nè. Cái này cắt cũng đứt nhưng mà cái tay mình cũng phải hơi xây nhẹ nha chứ nó không phải cắt hơi ngọt ha. Ví dụ xuống đây mình xây nhẹ cái tay cái là mình cắt đứt rồi. Đó. Như vậy thôi. Chỉ cần lắc nhẹ cái tay là đứt ha anh em. Cái lưỡi nó để là 4CFVI42, nghĩa là mình cắt được tới cái ống 42 nha anh em. Ống đó nãy mình đo là cái ống 27 à. Nè ha, mình đo gì nè. Vậy nó cắt sao ống 42 nổi ta. Gì hả? Có thể cắt được ống 42 nha, tại cái ống 42 nó chồm ra ngoài ha. Mình thấy nó để như vậy nè. Nó nằm ở tới đây ha. Rồi cái này mình phải mở đây nó mới bung ra nha anh em. Rồi cái này nó có chốc sơn nè. Cái này mã là C202, mình bán là 340.
Đây nó cũng có chóc xơ nha anh em ha. Có hơi chóc xơ. Mã là C202 ha, mình bán là 340, 340 ngàn. Nó có chóc sơn ha, đó. Ở đây cũng vậy nè. Lên tiếp mã C203, mình có cây cắt ống đồng của Super. Này cái lưỡi nó cũ ha, nhưng mà nó không có mẻ. Con lăn Yulo nè, Yulo nó quen ngon lành ha. Nó để Made in Japan ở trong. Để Super. Này nó để là cắt được ống 42 nè. Ha, từ 5 đến 45, đóng lại là 42. Thì mình cắt 45 cũng được nhưng mình cắt 42 thôi. Đó. Ở trên đây nó còn cái lưỡi Sikua nha anh em. Ha, nè, đó. Cái này nó cũng còn tương đối, nó cũng không có tệ quá mà nó cũng không đẹp. Cái này mình bán là 270. 270 ngàn nha anh em cô chú bác. Mã là C203. Mình lên mã C204. Mình có một cây này nè. Mình có một cây thôi nha anh em. Chứ thì thường nó đi chung cặp. Nên này mình không có một cặp. Này nó hơn 3 tấc. Để mình kiếm cái thước mình đo chính xác mới được anh em ơi. Rồi mình lấy cái thước mình đo nè. Đo gì đi cho nó chính xác ha. Nó là 32. Nó dài gì là 32. Đường kính của cái miếng này là nó 12 ha. Đường kính này nó 12. Cái này là mình nó bấm vô gì nè, nó là nó hít mình vuông ra nó nhả. Cái này mình thử mình hít cái miếng gạch ở dưới là nó cứng ngắc luôn nha nè. Dở lên không nổi luôn. Ha. Ở đây thì mình không có thử được nhưng mà mình đã thử rồi ha. Đó, cái thương hiệu của nó nè. Cái này là nó của Đức ha, nè nó để nè. Cái này thì cái cán này nó nhựa nha anh em, chứ nó đó nè ha, nó có để nè, nó nhựa nhưng mà cầm nó cũng chắc lắm chứ không phải bèo ha. Rồi, cái này mã là C204, cái hít kiến này nè, hít gạch cũng được nha anh em, mình bán là 460 ngàn ha. Mình lên tiếp mã C205. Mình có cái đầu này ha. Đầu này nó giống như cái đầu đa năng. Cái này mình cũng có bán mấy cây rồi nha nè. Chiều dài mình đo là 27 năm ha. Đó, gần 28. Mà mở ra vậy thôi. Đó. Mở ra gì là được 21 nè. Ha. 21. Để mình mở ra nhà được 21 ha. Cái đầu nó vậy nè. Đó. Để mình đo. Đo cái đầu này nó nhiêu. Cái đầu này nó 14,3 ly ha. Cái đầu này 11,9 nè. 12 ly á. Cái này của KTC nè. Ở trong đây nó có cái mũi gì trong đây nha nè. Cái cây này mình bán mấy cây nó đều có vậy ha. Ừ, nó có cái mũi nè, nó nằm ở trong đây nè. Cây nào nó cũng có hết á. Mình cũng không rõ nó xài gì nữa. Rồi mình dẫn vô lại ha. Rồi cái này nó mở rồi nó bung ra thôi, nó kiểu giống như cờ lê này, mình mở là nó bung ra ha. Ở cái cây này mã là C205, bán là 370 ngàn nha anh em cô chú bác. Mình lên tiếp mã C206. Mình có con cây này nè. Cái này nó cắt cái gì mình cũng không rõ nữa. Này nó hít. Nó thép mà nhìn giống như gan vậy. Chiều dài mình đo nè. Đo tới cái chuôi này là 19 ha.
Còn hôm nay cái đuôi nó giống như cái đuôi cá nó dẫn lên vậy nè. Cái này mình cũng không rõ người ta cắt cái gì nè. Cái cầm nó nặng lắm. Cỡ nó nửa kilo có. Đó là made in USA. Cái thấy lạ lạ mua, đang chơi bán thử được dục đó. Nhiều khi nó vậy nha anh em. Mình thấy mấy cái lạ lạ mình hay mua ha. Đó, cái này nè. Nó mở hở ra vậy thì nó được được 10 12 thôi. Ha. Cái lưỡi nè. 1,2 cm ha. Cắt vô vậy thì nó không, nó còn hở chút. Cái này mình chỉnh con ốc dưới đây nè nó mới sát lại được ha. Ốc dưới đây nè. Và hiện tại thì nó hở vậy đó để cho gì khi không có mẻ cái lưỡi á. Cái này mình nghĩ người ta cắt cái nẹp gì á ha. Cây này. Anh em nào biết chốt ha, mình thấy cái này gì. Nó lạ, mình cũng mới bán cây đầu tiên. Cái nó là lạ bán chơi. Rồi cái này mã là C206 ha, bán là 300. 300 nha anh em cô chú bác. Mình lên tiếp mã C207. Bán hai cây này nè. Hai cây nó giống như cờ lê. Mình giới thiệu từ cây trước đi. Nó để là số ha, với lại USA bát. Nó đi nó mở được từ 10 tới 22 mm nè. Cái này nó còn đẹp ha. 10 tới 22. Rồi nó vậy thôi. Một cây. Mà cây này thì nó xấu hơn chút, cây này nó mở được từ 21 đến 35. Này 10 tới 22 này 21 đến 35 ha. Đó. Cái này nó có chốc mã đây chút nè ha. Chỉ bị đây chút thôi chứ không bị chỗ nào hết. Bị chỗ đó ha. Đó, cái này nó mở từ 21 đến 35. Nó giống thương hiệu đó luôn. Ha, một cặp, mình bán một cặp này nha anh em. Mã là C207. Bán là 250, 250.000 ha, mình bán cặp này 250.000. Mã là C207. Lên tiếp mã C208. Mình có cây mỏ lách ngắn. Cái này của Lotter ha. Chiều dài là mình đo được 13 nè, hơn 13 chút. Nó hình con tôm tép gì đây nè. Để cho bên nó có bị giống như nó ố qua trong đây hay gì ha. Tại vì cái vỏ nó nằm mưa này nó thấm nước vô. Cái này nhà mình mở mình thấy lớn. Nó có cái cỡ nè để là 30 nè. Ha. Để mình quay cho anh em nhìn thấy đó ha. Có cái cỡ đây nè. Cái đèn nó chá thì mình khó nhìn anh em nè. Ha. Mỗi lớp ngắn của Lotter. Này nó có đèn đen trong đây nha anh em. Rồi cái này mình bán là 220.000. Mã là C208. Mình lên tiếp mã C209. Mình có cây sủi. Cái sủi này chiều dài là 3 tấc. Cái này trước đây mình có bán rồi. Cái này mở gì mình gắn lưỡi dao vô thôi. Mình không có cái lưỡi dao thôi. Thì mở gì mình để lưỡi dao vô mình dặn lại thôi nè. Này nè. Kiểu như vậy ha. Mình bấm đây nè, đó. Dặn lại xiết này lại thì nó dính lưỡi dao lại thôi. Ha. Mình không có lưỡi dao dài để đây. Rồi mình xài thôi. Rồi mở ra. Cái này nó để là USA ha. Đó là IY. Cái này nó lại gắn cái lưỡi dao một tấc. Cái này đo đúng một tấc nè. Nha anh em cô chú bác. Một tấc đúng ha. Rồi cái này mình bán là 250, 250.000 nha anh em cô chú bác. Mã là C209 ha. Mã là C209, mình bán 250. Mình lên tiếp mã C2.
110 là C210 ha. Mình bán cây này nè. Đây, cây cờ lê nó 8 số ha. Đấy là 8 in ha. Đó. Đấy là 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 ha. Đây là cái chữ nó có đóng cái chữ đen san vô nè. Cái này người ta giống như người ta đóng mực lên thôi ha. Ta đóng cái dấu lên thôi nè. Còn cái chữ chìm của nó thì cái logo nó là cái này thôi. BC thôi ha. Để vậy. Thấy nó còn đẹp thì mình mua thôi. Cái cây này nó không có đóng chữ giao băng nha anh em, nó chỉ có đóng chữ nè, nó trong số đây hay với chữ đèn xanh đây thôi đó. Đầu thì còn đẹp, cái này mình thấy nó còn đẹp nè. Rồi, cái này mình đo chiều dài là 26 ha. Cái này mã là C210, mình bán là 400 nha anh em cô chú bác. Cái cờ lê 8 số này ha, mình bán 400. Mã là C210. Lên tiếp mã C211. Mình có một cây mỏ lết trượt. Cái chiều dài là 20.5. Cái này trước đây mình có bán nhiều rồi nha anh em. Đấy nè ha. Đó, 8 in. Nó trượt xuống thôi, đẩy lên ha. Đó vậy thôi. Cái này nó mình mua bán mấy cây trước nó ưa bị cứng lắm nha nè, mà cái này nó không bị nè. Cứng thì về chỉnh ở đây lại thôi. Cái này nó mình thấy nó ưa bị vậy, còn cái này thì dặn thì được nó làm nè. Có khi nó mấy cây trước mình bán là nó hơi cứng cây, cái này mình thấy nó được. Giờ nó cứng anh em về mà xài cứng thì anh em chỉnh ở đây lại thôi. Cái này mình thấy nó hay bị tình trạng đó ha. Cái này nó còn đẹp, ngoại hình thấy cũng còn khá ha. Rồi, cái này mã là C211, mình bán là 480 ngàn ha. Cái này người ta có xài nó có hơi cái dấu khờn khờn nha nè ha. Mình bán là 480, mã là C211. Mình lên tiếp mã C212. Mình có một cây mỏ đá mài. Mỏ đá mài này của top ha. Chiều dài là 19. Cái này người ta có cắt nè, anh em thấy không? Cái cắt nó thủng vô nè, để mình lấy hai cây sợ tránh cho anh em coi. Ha, thủng vô. Người ta cắt ở nhiều khi người ta mở cái khoảng cách này nè nó gần đó nè, ta mới cắt cái cây này. Chứ không có lý do gì ta cắt cho nó gần lại gì nè. Nó 11.2 nè. Đó. Cái này mình mở ra gì là 5 phân ha. Cái này của top, cái này người ta cắt vậy đó. Mình mở khi nó gần hơn. Vậy thôi, anh em nào thấy có cái đồ mà nó cũng cần mở xích về thì mua ha. Cái này mình bán 100 ngàn. Mở là C212 ha. Mình bán 100. Lên mã C213, mình cũng có cây giống vậy. Cây này cái chân này nó dài hơn nè, anh em thấy cái chân màu đỏ nó dài hơn ha. Đó, cái chân màu đỏ nó dài hơn cây chân màu vàng. Cái này nó đẹp, nó còn đẹp nha nè. Cái này mình bán 180 ngàn, mã là C213 nè. Anh em thấy không, cái này người ta chưa cắt nè, là nó tới 13.2 lần. Còn người ta cắt vô, cái này người ta cắt vô là nó còn có 11 ly à. Có nghĩa là ta mở cái gì đó nó nhỏ vậy ha. Rồi, cây này mình bán là 180 ha. Mã là C213. Lên mã C214. Mình có một cây kìm mở ốc chết của engineer ha. Đó, cái răng nó vậy thôi, để người ta mở ốc chết ha.
Vậy cái này là 15 năm nhỏ nha anh em. Nó có để chữ engineer ở đây ha. Đây nó để chữ gia băng ở đây nè. Người ta khắc laser. Rồi cái này mã là C214. Mình bán 150. Mình lên tiếp mã C215. Mình có một cái kìm kìm cá. Cái này chiều dài là gần 20. 19.8 ha. Để đo nhiêu báo nhiêu đi. Cái này của Roto. Đó. Ha, Roto. Cái này nó có tóc xi, này nó có tóc xi đây ha. Cái này nè, cái răng nó độc lắm. Răng nó này nó làm kiểu này nè. Có lỗ ở đây. Ở đây cũng có cái lỗ nữa. Ở đây thì nó cũng giống như mở ốc hư ốc chết vậy đó. Cái này mình không biết người ta xài cái gì. Cái này mình cũng mới bán cái đầu tiên. Cái này mình chắc mở cái gì để đừng ta mở đừng cho nó chạy. Bấm nó không có chạy nè, nó dính lại vô hai cái lỗ á. Nghĩ vậy. Cái này mình cũng không rõ nữa anh em ơi. Cái nó nè, nó có xét ở trong nè. Đó, nó mở cái gì ha. Cái nắp thứ hai mở cái gì thì cái miệng nó ngay gì nè. Đó. Này anh em biết cái gì chốt ha. Mình không biết nó xài cái gì. Đó. Cái này đúng khách bán thôi. Nó ha. Nè, nó vậy. Vậy thì nó cũng không xác nó hở ta. Ngộ ha. Cái này nó xài cái gì mình không rõ ha. Rồi, cái kìm này, kìm cá này nè. Mình bán là 250, 250.000. Mã là C215, mình bán 250. Lên mã C216. Mình có một cây kìm cá. Nó đóng là Made in Japan ở đây ha. Đó là IBS. Bên là 200S. Này dân cũng còn tương đối nè, người ta có xài qua nè. Có dấu khờn. Ha. Đây nó có nè, nó có cái lò xo ở trong nha nè, nó búng ha. Mình bóp vô nó nhả. Vậy thôi. Cái này mã là C216, cũng ngoại hình cũng còn tương đối ha. Mình đoán 180.000 nha anh em. Cái kìm cá này nè. Chiều dài nó là 20.5 ha. Đó, mình bán 180. Mã là C216. Mình lên tiếp mã C217. Mình có một cây kìm. Kìm giống như kìm mổ quạ vậy đó. Cái này nó cũng lạ. Chiều dài mình đó là 23.3. Nó giống như cái kìm mổ quạ nè, nó có cái dấu ở trong đây. Cái miệng trên này nó cũng vậy nữa. Lạ mua chơi, cái này bán không được là ôm luôn. Phái của lạ nó vậy đó nè. Khi bán được đúng khách bán, không đúng khách là ôm. Vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi kệ đi. Có lạ cho có gì người ta anh em ơi. Cái này mã là C217 ha, cái miệng nó vậy đó. Nó có một mức một thôi. Nè. Ha. Để bán được cũng được, để dành bóp hột dẻ ăn cũng được anh em. Này cái lỗ chỗ này nè. Cái này nó còn mới chát nè. Mình cũng không rõ nó xài gì nữa, nó có đóng chữ Toyota thôi. Nó không có đóng gì hết trơn. Nên là có xe Toyota bỏ lên rồi tặng ai cũng được ha. Rồi, cái này mình bán 170.000. Mã là C217 ha. Mình bán 170. Lên mã C218. Mình có một cái kìm mổ quạ. Cái này của top. Nó xài găng vậy ha. Nên là cái miệng nó khác nha, là miệng nó kiểu này. Găng nó cũng người ta xài nó có khờn ha. Nè. Đó. Nhà mở gì là 4.5 ha. Có đám chữ ra bằng đó ha.
miệng này nó khác mấy cây cây kia nha nè. Rồi cây này mình bán là 120, mã là C218, mình bán 120.000. Lên mã C219, mình có cây kìm mỗi quả size 3 tấc. Cái cây nãy là 2 tấc rưỡi ha. Cái này 3 tấc nè. Đó, đâu đây là 3 tấc ha. Cái này của Lotte. Ngoại hình cũng còn tương đối. Không có đẹp lắm. Cũng không có tệ. Lotte ha. Giang. Giang người ta xài qua thì nó cũng có dấu ha, có dấu xài, dấu khờn thôi. Xài kiểu mang cá vậy nè. À, mở 6-7 phân gì nè, mình bung cái tay ra là được 7 phân rồi. Đó, cái kìm này 3 tấc, mã là C219, mình bán là 250, 250.000 nha nè. Mã là C219 ha, mình bán là 250.000. Cái kìm mẫu quả của Lotte xe 3 tấc. Lên tiếp mã C220. Mình có cây vít xây của Vẹt Xeo. Cái này size nó nhỏ nè, nó không có lớn nè. Cái này mình chưa bung ra, mình đo vậy là được 22 năm ha. Mình bung ra, bung ra thì nó dài được chút. Mình không có đo cái mũi ha. Được là 30 3 tấc ha. Cái này đảo chiều ngon lành, mình thử rồi nha. Đó. Cái này nó cũng không được đẹp, nó có chóc xi. Nè, trên đây nè. Cái này nó cái mũi ba ke ha. Của Vẹt Xeo nè. Cán cũng còn tương đối ha. Rồi cái này mình bán 180, 180.000, mình kèm thêm cái mũi trừ ha. Này, mũi trừ này nè. Bán 180 nha nè. Cây vít xây này nè của Vẹt Xeo, mình bán 180.000. Mình lên mã C221, mình bán 3 món này nè. Một cây mỏ lết ngang, lết ngang này nè. Đó, mở tới đây thôi, nhỏ xíu vậy nè. Cái này nó không được đẹp, mở ra được 3 phân ha. Chiều dài cái này mình đo được là 12 năm. Đó, cái này nó vậy đó. Cái này để xài văn nghệ đồ chơi. Dặn vô nó hơi hở vậy ha anh em. Nó có đóng chữ ở đây thôi. Một cây, bán hơn cây kiềm. Cây kiềm này của Sanki, size nhỏ. 16. Chiều dài 16 ha, Sanki nè. Cái này lưỡi nó cũng khít, không có hở sáng. Nó hơi gít tay về vô dầu lại nha nè. Ha nè. Rồi kể giá trị thấp cái này để mình kiếm cọng dây mình cắt thử. Rồi mình kiếm cọng dây điện mình cắt thử nè. Ha, cắt cũng rất ngon lành ha. Đó. Rồi cái này là hai cây với cây xà beng nhỏ xíu này nè. Chiều dài là 16 ha. Xà beng này thì nó còn mới, nhỏ thôi mà nó còn mới. Nó có đóng chữ da băng ở đây nè. Cái này người ta có cái gì để vô ta chưng ta treo vậy ha. Rồi mình bán ba cây này ha. Ba cây này mình bán 150, 150.000 nha anh em. Mã là C221 ha. Mình bán ba cây 150. Mình lên tiếp mã C222. Mình cũng có 3 cây. Ha, 3 cây. Cũng cây mỗi lớp đó ha, cái cây xà beng nhỏ đó, giống hệt cây đó ha. Nè, một cây. Cái một cây mỗi lớp size 1 tấc rưỡi. Nó có bị người ta khứa cho nó đây em giấu nè. Ha, đó. Của top. Nó cũ nha. Thôi cái này nó cũ quá à. Mình không bán nên mình lấy cái mỏ lết khác ha. Cái này nó cũng cũ quá, nó gơ dữ vậy. Đợi mình chút.
Rồi mình lấy cây molot này anh em ơi, cây đó nó cũng tệ quá ha. Này cái này mình mở ngàm được 2 phân. Cái này của lobster này nó có dính sơn lây ra thôi mà nó cũng còn đẹp. Quá cái này còn đẹp quá. Cái này còn ngon lành á. Miệng còn mới luôn nè. Trời ơi, cái này còn ngon anh em ơi. Ha. Rồi kệ lấy cái này đi để xài đồ cho nó ngon. Rồi, mình bán là ha. Mình bán 3 cây. Mã là C212 ha, cây này. Với cây cây này là cây cờ lê. Đầu 12 nè, đầu này cũng 12 luôn mà nó có lắc léo ha. Đầu này đầu điếu mà nó lắc léo. Đầu này đầu miệng 12. Đó, mình bán 3 cây. Ba cây này ha, để bán cho anh em xài gia đình chơi. Mình bán 150, 150 ngàn. Ha, cây này bỏ qua một bên. Còn anh em nào muốn mình gửi theo mình gửi luôn cho. Nên mình cũng không xài cái đó ha. Rồi. Rồi cái này cặp bộ này mình bán là 150. Ba cây ha. Rồi, cái này nãy mình đánh cái số nó sai nè. Nè cái này mình sửa lại nè. Cái này là C221 ha, và là ba cây này. Nó là C221. Là 150. Còn cái này là C222 ha. Là ba cây này. Cái cờ lê nè ha. Đó. 222 ha, và cái này. Và là 150 luôn ha. Mình lên mã C223. Mình có hai cây này. Hai cây này. Đó. Nó mở vậy thôi. Chiều dài là 13 năm. Mình đo từ cây trước ha. Cái này mình không thấy nó để cái thông số nhiều để mình đo anh em. Đo cho nó nhiều mới biết. Cái này là 14. Để gì là 14.6 nè. Mình đo gì nè ha. Đó. Cái này nè. 14.6 ha, một cây. Em đo cái này cho nó nhiêu. Nó lớn hơn chút. 15.6 ha. Đó, số nó kỳ quá. Hai cái này nó đóng là USA. Nè. Kệ gập lụm đại đi, không biết. Nó làm sao nữa. Kệ đi. Bán chơi cho có món gì ta. Nó để Chicago ha. Cái này nè, chiều dài nó là cây bự này nó là 17 năm ha. Đó. Hai cây này nó cái dính sơn gì nè. Nó có đóng Chicago vậy thôi. Rồi cái này mình bán hai cây. Hai cây này ha, mình bán 160. Mã là C223 ha. Gặp này nè. Mình bán 160. Rồi mình lên tiếp mã C224. Mình có cây cắt cành. Cái cành này bữa mình đang mình không có bán được nên mình giảm giá mình bán nha nè. Rồi cái này mua thì giá nó cũng chát, bán ra thì khó bán. Cái này nó lục nha nè, chắc không có được. Về mài lại mới xài được. Ha. Ừ, kéo thường bên mình lấy bãi về thì nó lục vậy đó. Mình cũng không có chỉnh sửa mài dũa gì chứ. Ha, ngoại hình nó vậy ha. Nó có đóng chữ đây nè. Đây nó cũng có đóng chữ nữa. Ha. Nó lục quá nè nè. Rồi cái kéo này chiều dài nó là, để mình đo. Chiều dài nó là 18 à. Ha. Chiều dài nó mình đo 18. Nó cũng cũ vậy đó. Anh em nào biết thì mua về mài chỉnh sửa rồi lại xài. Chứ mình không có mài ha. Rồi cái này mã là C224. Mình bán là 240 ngàn nha anh em. Lên tiếp mã C225. Mình có một cây kéo carbon. Cái này mình đo chiều dài nó là 26 năm. Rồi nó cũng còn tương đối ha. Nó có dĩ xét ở trong đây nè. Ha, làm bãi nó dính xét này mình cũng không có vệ sinh nữa, mình quét dầu sơ thôi anh em ơi. Nếu anh em nào về có thời gian vệ sinh lại ha. Để mình kiếm miếng con mình cắt thử.
Có được cái miếng con này ha, cái này cắt rất là ngon nha anh em. Cắt miếng ngót ha. Cái kéo này lưỡi nè ha, lưỡi nó hơi cong cong vậy đó ha. Đó rồi, cái kéo này mình bán 160, bên đây nó có chữ Nhật thôi, 160.000 nha anh em cô chú bác, mã là C225 ha, mình bán 160. Lên tiếp mã C226, mình có một cây kéo cắt tôm của Mitsu này, chiều dài là 24, màn hình này cũng không được đẹp ha, nó dính cái gì đây nè, này mình cạo cho nó ra. Nó cạo ra nha nè, ha. Dính dầu hắt dính gì để mình cắt thử. Cái này cắt bén ha. Cái kéo của Mitsu này nè, đổi rồi cũng còn tương đối nè, nó có cái dấu ở đây thôi, nó hơi gợn thôi ha, không đáng kể nha nè, gờ là cũng không có dấp tay. Rồi, cái kéo này mình bán 200, mã là C226 ha. Nên nó có dính sơn rồi. Bán 200.000. Mình lên tiếp mã C227. Mình có một cây này nè. Cái này cái cơm ba. Thì giờ mình đo là 20. Đó. Cái này bán kính nó được là 13 ha. Nè. 13. Cái này của Sinhua ha. Nè, nó có đóng chữ Sinhua đây nè. Ngoại hình nó cũng tương đối, với đây nó có hơi xét xét đây nè. Rồi cây này mình bán 180.000, mã là C227. Mình lên mã C228. Mình có một cây kiểm bấm. Bấm này nè, cái bấm này là đấy là 10WR, nó cũ nha nè, chiều dài mình đo gì là được 22 năm. Dân người ta có xài nó có khờn ha, nè. Có khờn thôi, nó có chốc xì ở đây ha. Chốc xi á nè, nên mình cũng không có đánh máy đánh gì, chứ mình ở nhà mình không có đánh máy, mình chỉ vệ sinh sơ thôi. Rồi cái kìm bấm này ha, mã là C228, cái kìm này của Mỹ nè, quay zip dưới đây có đóng chữ quay zip dưới đây thôi, mình bán 550, 550.000 nha anh em, mã là C228. Lên mã C229, mình cũng có một cái kìm bấm, cái này size nó còn lớn hơn cái kia nữa, nó 23 năm nè, cái này nó có đóng chữ top ở đây ha, đó, gân cái này còn tương đối nè, nên nó có đóng chữ da băng nè, ha, cái chỗ này. Này, ngoại hình thì nó cũng tương đối nè, nhưng còn tương đối ha, dặn là ngon lành. Rồi cây này mình bán là 460, mã là C229 ha, bán 460.000. Mình lên mã C230, mình có cây sữa lưỡi cưa. Đây, chiều dài là 18, ngoại hình cũng còn tương đối ha, nè, nó bẩm thôi, ngon lành, còn dặn ra dặn vô ngon lành ha. Mấy cái này của Somat, ngoại hình cũng còn tương đối ha, vậy là còn tương đối nha anh em, chứ nhiều cây nó còn tệ hơn. Cây này mình bán 250, 250.000 nha anh em,
Mã là C230, bán 250 ngàn. Mình lên mã C231, mình có cái đồng hồ đo này, đồng hồ đo này của Sunwa. Nó đóng mắt in ra băng ở đây, chiều dài gì mình đo là 13 năm nè, bề ngang là 9, không là 9 hay 9 cm, cái kia là 13, tất 3 với 9 phần. Để mình thử cái này cho anh em coi. Đây nè, nó lên nè. Đó ha. Đó là X1 rồi ha. Cái này nó không có dây, mình lấy cái này mình test thử cho anh em coi là biết nó chạy thôi. Cái này nó bị mẻ đây chút nè. Ha. Nó cấn bãi nè, nó cấn chỗ này chút ha. Đó, em nhìn thấy ha. Đó. Rồi cái này mã là C231, bán là 250. Cái đồng hồ này ha, 250. Mình lên tiếp mã C232, mình có cây kiềm tuốt dây điện. Cái này cái bảng A, để chữ A nè. Đó. Cái này của về sale nha anh em. Để mình kiếm được dây điện mình tốt. Đó, nó lên. Rồi cây kiềm tuốt dây điện, mã là C232. Cái này hắn cái cán nó vậy đó, cán màu xanh, nó có dẻ số vậy đây nè. Mình bán là 230 ngàn nha anh em. Mình lên tiếp mã C233, mình cũng có cái kiềm tuốt. Cái này thì nó tuốt cái lỗ lớn hơn, nó để chữ B nè ha. Mình tuốt. Chắc cái lỗ này quá. Đó ha. Đó. Cái này là cái chữ B. Đó, cái này cái lưỡi này, lưỡi nó cái này mình về mình chỉnh lại thôi ha. Có khi nó chạy qua trở lại cái lưỡi này nó không có cứng ngắc như em nè. Ha. Đó. Nó không phải hư nó vậy nha. Nó cái này tại con ốc nó dặn người ta dặn nó gơ gơ vậy. Rồi cái này mình bán là 270, mã là C233 ha. Bán là 270 ngàn. Mình lên tiếp mã C234, mình có con này nè, đây là con dội Tajima ha. Nó có cái này, nó cái lỗ này ta bấm qua đây vậy thôi. Cái này cái mũi này nó hơi tà chút xíu thôi, không có gì ha. Mũi nhọn này nè, này nè, nó cộng dây này còn mới, cái phần trong này còn mới là người ta ít xài ha nè. Nè, ngoài này ngoài là nó phải đen đen rồi. Rồi cái này mình bán 180, con dội này ha, cục này nó cũng không có được lớn ha. Nè, nó vậy đó, mình bán 180 ngàn, mã là C234. Lên tiếp mã C235, mình có ba cái lưỡi này nè. Mình đo cái cốt. Cốt này 19.7, chắc nó là 20 á nha nè. Rồi ha, 19.8, cái này chữ cốt này là 20 ha. Người ta có để cái thông số đây cho mình nè. Một cái lưỡi này. Hai cái lưỡi này nó còn mới nè, cái kiểu nó vậy đó. Rồi mình quay cái lưỡi thứ hai của Makita, cũng cái cốt giống cái đó luôn, cái thông số người ta để đây nè, này nó để super thôi, nó thông số thì để bên đây ha. Này của Makita, cái lưỡi này cũng còn mới luôn, cái lưỡi này thì cái mắt nó thưa hơn ha. Rồi còn cái lưỡi thứ ba là nó cũ hơn hai cái lưỡi kia. Ok,
cái mắt nó cũng khác nữa. Cởi đi anh em, mà lụm được cái gì bán cái đó. Này nó cũ ha. Nè. Rồi mình bán ba cái lưỡi này nè. Mã là C235. Mình bán ba cái lưỡi cưa này. Là mình bán 220.000. 220 nha anh em, ba cái lưỡi cưa này ha. Con cái lưỡi này nó cũ, hai cái này còn mới. Mình bán là 220, mã là C235. Mình lên tiếp mã C236. Mình có con kỳ rút đi về. Chiều dài mình đo là 29. Cái này nó có đóng chữ ở đây thôi. Đó là Bicut ha. Đó. Nó cũng cũ như này, nó có chốc xi ha. Để mình kiếm cây rút mình thử. Đó ha, ba cái. Ha, đó. Cây này à, mấy cái lỗ của nó nè. Nó không có đóng cái số, mình cũng không biết ha, mình thấy nó cũng lớn nhỏ đều đều á ha. Anh em nhìn ha, đó. Và cây này mình bán là 500 nha anh em, cái này nó lắc léo được nè. Ha. Nó quay chiều này chiều kia được ha. Đó. Mình bán 500 ha, mã là C236. Bán 500. Mình lên tiếp mã C237. Mình có một cây cưa. Cưa này của Gumboy ha. Bây giờ mình đo vậy là 23. Cái lưỡi này 21. Rồi tổng cộng là 4 tấc rưỡi ha. Ừ, 44 năm ha. Đó. Cái này cái lưỡi nó không có đẹp. Nè. Cái lưỡi nè. Ở trong này nó có mấy lưỡi không đẹp nè, anh em thấy không? Nó hơi trái cái đèn. Đó, ha. Mấy cái lưỡi trong này nè. Ở ngoài này thì còn ngon lành, có trong đây là có mấy lưỡi không đẹp ha. Đó ha. Có mấy lưỡi không được đẹp nè, cái mấy cái gân nè, cái gân nó không được đẹp đó, đúng không? Rồi ở đây nó có hơi gỉ sét ha. Cái cưa này của Gumboy, cái cán này thì còn đẹp. Rồi cái này mình bán 200 nha anh em, đó là C237. Mình lên mã C238. Mình cũng có một cây cưa, cái này nó có cái vỏ vậy ha. Cái này để người ta xỏ, người ta đeo đó. Cái này đó là Handboy, cũng là in ra băng luôn ha. Cái này thì cái đó, cái lưỡi nó còn cũng tương đối khá nè, còn đẹp, còn bén luôn cái lưỡi này ha. Cái này nó khác cái kiểu kia, anh đo hết trên chiều dài nó làm sao. Cái lưỡi này cũng chiều dài cũng cỡ lưỡi kia, cũng 44 năm luôn ha, dài cỡ cây thước kia, cái cưa kia chứ. Rồi cái cưa này ha, nó có cái móc gì đây người ta để này. Mã là C238. Mình bán là 230.000 ha. Mình lên mã C239. Mình bán hai cái xẻng. Đo từ cái đi. Gần 8 phân ha nè, ở đây đó là 8 phân, bề ngang, bề dài là 29, ha, cái này cũng còn tương đối, cái bãi vậy là nó tương đối nha nè, có cái hình bông hồng đây ha, một cây, cây thứ hai thì nó còn mới hơn, 7 phân ha, chiều dài là 28, ngắn hơn cây này một chút, cái này chỉ có để hình cái lá đây nè, đó. Cái lá đây nè,
Ở cái này mình bán 1 cặp, hai cây này mình bán là 250, 250.000 anh em. Mã là C239 ha, mình bán 250. Mình lên tiếp mã C240, mình có hai cây xẻng cũ. Cái này bữa mình đăng mình bán không được. Nhiều khi đi bãi mua mấy cây cũ cũ về vệ sinh mình mới bán được cái giá mềm anh em, chứ mấy cây mới mới gì vào bãi đặt chiêu cao lắm mình không có bán nổi. Nhiều khi mình mua về mình vệ sinh nó không ra là mình bán đâu được đâu. Mình giảm giá là mình lỗ luôn. Mình không giảm giá mình bán mình để còn lỗ hơn nữa. Bề ngang là 8 phân. Bây giờ là 29. Cái này nó cứ để là đó, cái hình ngôi sao ở đây thôi. Cái này nó gỉ sét ha. Nè. Nó có bị người ta xài xi măng á. Cái này bữa nó dính xi măng đó. Mình tưởng nó về vệ sinh ra mà vệ sinh nó không ra nè. Rồi, bỏ luôn. Nó xấu vậy đó. Mình cái này mình vệ sinh nữa là nó cũng sạch chút mà mình không có thời gian á anh em. Rồi kệ, cái này mình đăng mình bán giảm giá ha. Mình bán 100.000 hai cây cho anh em xài gia đình chơi. 100.000 nha anh em, hai cây sẵn này ha. Đó. Mã là C240 nha. Mã là C240 mình bán 100.000 hai cây này. Mình lên tiếp mã C241. Mình có hai cây thước. Cây thước gấp 45 với cây thước gấp vuông, hai cây ha. Cái này cũng còn tương đối nè. Của xin qua. Có dính vàng vàng là mình vệ sinh chưa kỹ. Cái này thì nó cũng hơi cũ, nhưng mà cũng còn xài ngon. Cái này cũng của xin qua luôn ha. Đó. Mình bán hai cây ha. Đó là C241. Nè, mình bán 150, 150.000 hai cây thước này ha. Mã là C241 mình bán 150.000. Mình lên tiếp mã C242. Mình có cây thước thước gốc. Cái này chiều dài gì mình đo là 29 năm nè. Còn cái cây ngắn này mình đo được là 17 năm ha. Cái này nó mở ra vậy thôi, nó cứng ra lắm nè. Nhưng mình đo cái gốc á anh em, rồi mình đem qua bên kia mình cắt nó vậy thôi. Cái này mình thấy nó không có đóng chữ ha, không có đóng chữ bề ngang gì, nó được 1/4 nè, nó không có đóng chữ nha anh em. Kiếm cái chữ không ra. Nó là thép trắng thôi. Rồi cây này mình bán 100.000, mã là C242 ha. Đó, cái thước này. Mình bán 100.000 ha. Mã là C242. Mình lên mã C243. Mình cũng có cây thước giống vậy mà cái này đẹp. Cái này nó có chạm hình như đây nè, đẹp. Nó có đóng chữ nhật ở đây nữa ha. Đây thì nó khác cái kia. Cái dấu này nè. Mình đẩy cái mút này ra. Đó, cái này thì nó có làm gì ha. Nó vậy thôi. Mình đo cái này. Nó được bao nhiêu. Cái này nó được là 15 năm. Cái này gì nó được là 18.3 ha. Cái này mình thấy nó đẹp. Này, ốc này bằng đồng, con cá này bằng đồng nè, nó vậy đó, ta chạm nó đẹp lắm. Rồi cái này mình bán 200.000, mã là C243 ha. Bán 200 cái thước này. Đó, nó vậy ha. Mã là C243 bán 200. Lên mã C244. Mình có cây thước lá. Đó, cái này 3 tấc. Đặc số cũng còn tương đối. Nên nó để chữ gì đây nè. Kệ nó.
Ở đây nó có đám chữ gia băng này được rồi nè ha. Một số nó cũng không có được rõ lắm nhưng mà rất là sâu nha anh em. Cái số nó, ha, cái nét nó nhuyễn thôi chứ nó không phải là gì hơn đó. Cái nét nó nhuyễn. Với mình bán thêm cây thước này nè. Thước này có tấc, tấc rưỡi thôi. Nó cũng có đóng chữ ra băng ở đây. Mình bán hai cây. Hai cây này ha, mình bán 120. Hai cây thước này, hai cây thước lá. Mã là C244. Mình bán 120. Lên mã C245. Mình có cây thước, thước cặp của Canon. Cái này 15 ha, nó, chiều dài nó đo là được 15. Cái này miệng khích. Đó. Cái mũi cũng còn đẹp nữa. Vô gan ngon lành. Nhưng mà nó bị mất, mất cái miếng dặn sao nè. Mình lấy dây mình cuột lại. Anh em nhìn thấy trên đây nó cái miếng đồng nó còn ha. Đó, cái miếng đồng trên đây nó còn nè, mấy dây xài cũng còn ok nè anh em về. Kiếm cộng chì tán lại là xài thôi. Dễ tính thì mua được, còn khó tính thì cho qua cái mã này ha. Rồi cái này mình bán là 300. Lưỡi khích. Đó, miệng khích gịch rồi. Mặt số còn tương đối đẹp nè. Ha. Đó. Mặt số còn đẹp ha. Mất, mất con ốc, mất cái miếng gà sao nha, mất hai con ốc ha. Này mình lấy cọng dây mình cột lên nè nha. Đó, vậy thôi. Vẫn xài được. Mình bán 300 ha, mã là C245. Mình lên mã C246. Mình có một cây. Cây thước chi độ. Cái chiều dài mình đo gì là 20.03 ha. Nó có đóng mắt in ra băng. Đấy là SK ha, đó. Mặt số cũng còn tương đối. Rồi cây thước này mình bán là 150, 150 ngàn, mã là C246 ha. Mình bán 150. Mình lên tiếp mã C247. À, mình có mấy cây thước nhỏ nè, 4-5 cây lượt. Mình giới thiệu từ cây đi. Đầu tiên là cây nhỏ nhất, cây đo chiều sâu ha. Nên nó đo được 3 phân thôi, 3 cm thôi ha. Mặt số rõ, đo chiều sâu. Cái này của Banzai, của Banzai ha. Một cây. Cây thứ hai là cây thước này, nó có, nó đo được có 5 cm. Hồi đó mình có một cây tóc mình tưởng nhỏ nhất ở nhà, mình có một cây này 5 cm nè ha. Đó, mặt số nó vậy đó. Nó trái cái đèn anh em nhìn không rõ chứ mặt số mà nhìn cũng còn im lắm ha. Ừ, nó lủng lơ lủng lưỡng vậy đó. Người ta làm nó có giá vô đây thôi. Cái đường gây chịu vô đây, con này nó chạy thôi. Nhỏ xíu vậy nè. Để mình đo gì cái nó được nhiêu. Đo gì nó được 10. Mà nó này nó đo có 5 phân à. Chỗ này nè. Đó anh em nhìn thấy ha. 5 cm à. Nó phải nằm trong cái đường này mình đẩy nó mới được, mới đo mới được ha. Nè. Có khi nó xúc ra gì nữa. Nó bung ra gì nữa. Nó không có cố định gì hết trơn. Nó vậy ha. Cái loại này nó vậy. Nhỏ xíu vậy đó. Rồi hai cây. Cây thứ ba là cây 10, một tấc, tấc rưỡi. Nó đo kiểu móc gì nè. Nếu như mình móc cái này mình đo nè. Vậy thôi. Nó có móc, móc ở đây. Này cái móc ở đây nè. Mặt số này nó chìm. Đã khắc chìm anh em. Thấy vậy chứ nó cũng còn im. Hai mặt số luôn ha, bên đây nữa. Là ba cây. Cây thứ tư. Rồi, cây thước này nó cũng giống như cây thước chia độ vậy. Nhỏ xíu. Ừ ha.
nó có nứt chỗ này một chút nè, nên nhìn thấy không? Ha, cái này nó nhỏ xíu luôn, 10,5 đó. Bốn cây, cây thứ năm là một cây, cái này mình nó đo gì mình cũng không rõ nữa, tại đây lụng dụng lần dần nhỏ nhỏ mình gom vô cục mình bán nha anh em nào. À, thấy có nhu cầu xài thì chốt, cái này nó cất gửi, cái nút này đẩy lên đẩy xuống nè, đây nó có bản quy đổi thôi. Rồi mình bán mấy cây này nè, lụng dụng lần dần là giống như nãy giờ mình trình bày với anh em cô chú bác nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 cây này, 5 cây này ha, mình bán là 320 ngàn, 5 cây thước nhỏ nè, lụng dụng lần dần này ha. Mấy cây nhỏ này thấy gì chứ, kiếm mình kiếm rất là lâu mới được 5 cây nhỏ này, chứ không phải nói ra bãi là lụng có nha anh em, mình nói thiệt luôn á. Cây này dễ gì kiếm mà được mấy cây lụng dụng lần dần gì, cây bự thì dễ tìm ha. Mình bán 320, mã là C247 ha, 5 cây này mình bán 320 ngàn. Mình lên tiếp mã C248, mình có một bộ bộ đầu khẩu của KTC, bộ này ha, để mình mở ra đi rồi mình đó, để mình gắn mấy cái đầu khẩu này vô anh em ơi. Rồi mình giới thiệu cái bộ khẩu chứ ha, mình tháo ra mình gắn vô đây để mình dễ quay anh em ơi, nó đỡ mất thời gian ha. Cái này nó từ 10 cho tới 26 10 nè, mình quay từ con dưới đây chứ đi. Với con này 11, con này 12 ha. Nhà ba con 10 11 12. Con này thì ngoại hình nó cũng còn tương đối thôi chứ nó không có được mới lắm ha. Nó bãi à, nó có ở trong nó có xét á, mình không có vệ sinh được ở trong ha. À. Đó. 11 12 là ba cái cục này. Rồi tiếp theo là 13 nè, của KTC hết ha. Ba đó cũng của KTC, 14, 15, 16, 17, 17 năm, 14 năm ha, 13, 14, 14 năm, 16, 17, 17 năm, 19, 21, 23, 26. Cái chỗ cái cục 19 này là nó lai, cục này nè, cục này là nó không phải của KTC, cục này nó của là SK11, nó lai cục này ha, đây cục này của SK11 nè. Đó, quay trên đây cho anh em nhìn. Đó. Nó cũng còn tương đối ha. Rồi là cái này là mình cái phần bộ khẩu ha. Cái này nữa mình tháo mình bỏ vô hộp. Và tới cây cần cần siết của KTC, cái này thì nó cũng cũ vậy nè. Ha. Đo hết trơn chiều dài gì mình kéo ra gì mình đo được là 35 nè. Cái này cần siết ha, đó đầu 1/2 luôn đó, KTC. Rồi một cây đầu nói, đầu nói này cũng của KTC, đầu nói này nó 10 đo 14 năm ha. Đầu nói này thì nó đẹp, nó đọc như đó, cái đầu lắc léo cũng của KTC luôn, 12,7 ha. Nó gồm có như đây nè, cái một cây cần tự động của KTC luôn đó. Cái này nó cũng cũ, người ta xài qua nè, 12,7 KTC. Rồi đó, nguyên bộ này vậy đó ha. Nguyên bộ này nó gồm đầu khẩu với cần siết, cần lắc giống như mình trình bày. Mình bán là 800 anh em.
Mã là C248 ha. Để mình mở mấy cái đầu khẩu này nè. Mình mở vô cái hộp cho anh em. Mã là C248. Bộ khẩu của KTC này mình bán 800 ha. Mình lên tiếp mã C249. Mình có cặp cảo chữ F. Chữ F ha. Nó để là 150-60. Cái này là về cái độ mở ngàm. Độ mở ngàm nó là được 15 ha. Bên đây là được 6 phân nè. Đó. Nó như vậy nè. Ha. Cây này. Cái này nó được 1.5 phân ha. Độ mở ngàm này là được 15. Ha, 15 ha, dẫn lên chút nữa là được 15. Để nè, 150-60 ha. Cái này, cái thương hiệu nó bị dán tem lên, nó bị bay ha. Ở đây, chữ bát ở đây thôi. Một cây. Cây thứ hai thì cũng giống cái đó thôi. Nè, thương hiệu của nó còn cái tem nè. Cái chữ này là mình chịu, mình không biết ha. Ở đây nó có đóng chữ nhật. 15-60 cũng giống cái kia thôi. Ở cái này mình bán cặp này ha, hai cây. Mã là C249. Mình bán hai cái cảo ép này. Mình bán là 380.000 nha anh em. Mã là C249 ha. Mình lên tiếp mã C250. Mình có hai cái cảo này nè. Cặp cảo của cái này cây của Sankey, cây của Top, cái này nó xấu nha. Nè. Ta dính sỉ hạng đây nè. Xấu rồi, bán giá xấu anh em. Nó còn xài ngon lành, nó bị dính sỉ hạng vậy thôi. Nha. Cái này là cảo C 1.5 tấc cái 75 chứ. Nó lộn anh em. Cái này của Sankey ha. Nó để 75 nè. Sankey 75. Cái thứ hai là một cây của Top. Nè, cây của Top thì nó có đóng chữ ra băng rồi, thằng Sankey là nó không có đóng nha nè. Thằng Sankey thì nó đóng, thằng Sankey với thằng Sankey là nó một thằng đó. Nó vậy ha, mình bán qua mình biết, nhưng mà nó vẫn là của nội của Nhật ha, Nhật vải ha. Cái này của Top 75 luôn. Mình bán hai cây nha. Này găng nè. Hai cây này. Cây của Top, cây của Sankey nè. Mình bán là 200.000. Bán 200. Mã là C250. Mình bán 200.000 nha anh em. Một cặp này ha. Mình bán 200.000 một cặp cảo. Một cây của Top, một cây của Sankey. Cây này xấu ha. Có dính sỉ hàng. Mình bán 200. Mã là C250. Mình lên tiếp mã C251. Mình có cây Eto. Cái tô này ngàm 75. Cái này nó nặng 1.7 kg ha. Mình cứ ghi đây nè. Đó. Cái này nó cái miếng như đây nè. Nó lỏng lỏng vậy nhưng mà nó không có xúc anh em nè. Miếng như cái phe người ta gài lại á. Rồi nó hơi lỏng lỏng mà nó không có xúc. Cái này nó cũng không đẹp. Miệng này nó có người ta xài qua nó có cấn ha. Cái cây đỏ này cái ngà mở lớn, cái ngà mở thường nó được lớn lắm nha anh em. Mở là 75 luôn á. Mình mở qua anh biết. Nó mở được nữa. Cây này nó vậy ha. Bản sao này có đóng chữ dơ băng nè. Vô anh em mở ra nhiều nó mất thời gian của mình nhiều ha. Cái này cái cây ở trên này nó có cong. À, nó có cong nha anh em. Đó. Rồi cây Eto này. Eto đỏ này ha, nó cũng cũ. Nè ngoại hình nó cũ vậy nè. Nó nặng là 1.7 kg, mình bán là 480.000 ha. Cái này ngàm là 75 nha nè. Ha, ngàm 75. Mình bán là 480.000. Mã là C251.
Mình lên tiếp mã C252 là một cây cảo số 3 của Super. Cây này nó cũng cũ nè, nó có rỉ sét ha. Mình quay cái răng, răng thì cũng còn tương đối nè. Đó ha, răng nó có chút chút xì thôi, cũng còn tương đối nha nè. Cái cây này thì nó có cái đầu nó không có còn nhọn hay nó hơi tà, người ta có xài qua nó như vậy ha. Cái cảo số 3 thường nó ưa bị vậy. Cái này mã là C252, mình bán là 300 cái cảo số 3 ha của Super. Và mã C252 cũng là mã cuối cùng của clip hôm nay. Mình chân thành cảm ơn anh em cô chú bác đã dành thời gian xem clip của mình. Chúc anh em cô chú bác nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hẹn anh em cô chú bác vào một cái clip sau. Bye bye.